À, thấy rồi nha. Nhìn hai người hạnh phúc quá à. Chừng nào cho hai đứa tôi ăn kẹo hồng đây. Tại vì Thảo chưa chịu em ơi. Thảo chịu đi. Hai người quen nhau lâu lắm rồi mà. Còn cho hai đứa tôi đi ăn đám cưới nữa chứ. Chị Thảo mà cứ lần lựa hoài là người khác hốt anh Quân đó nha. Thôi hai đứa tôi đi nha. Hai người hẹn hò vui vẻ. Em thấy không? Trong cáp này nè, trong xã này nè, ai cũng muốn tụi mình làm đám cưới gấp hết chứ. Tại vì họ nôn ăn tiệc mừng của tụi mình đó. Hay là vậy đi, qua Tết á, cái anh nhờ chú ba qua nói chuyện với mẹ em rồi tụi mình đám cưới liền nha. Mỗi lần nhắc tới chuyện đám cưới cái em im hoài, giống như là em không muốn làm vợ anh vậy đó. Em chưa chịu là vì em sợ. Em sợ gì nữa? Em sợ một ngày nào đó anh thay đổi, anh gặp người nào khác xinh đẹp hơn em rồi anh lại bỏ em. Anh nói thiệt nha, anh mà không cưới được em á là anh chết cho em coi. Nè, em nói với anh hoài à, anh đừng có nói cái câu đó nữa được không? Tại vì anh thương em quá anh mới nói như vậy chứ bộ. Em không có muốn anh nói cái câu đó nữa nha. Biết rồi. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Bữa nay không đi mần hả con? Dạ không mẹ. Bữa nay không có ai kêu con mần hết à. Mẹ, mẹ thấy con hát hay không? Hay. Nhưng mà con gái con lứa cứ hát ông ổng lên vậy người ta nghe người ta cười cho đó. Có gì đâu mà cười hả mẹ. Con thích thì con hát thôi. Mà mẹ, con ước gì một ngày nào đó có cơ hội á, con được lên Sài Gòn, con được làm ca sĩ. Lúc đó con kiếm thật là nhiều tiền, con mua nhà trên đó, con rước mẹ lên ở với con. Mẹ có chịu không? Ước vậy lắm. Mà không biết chừng nào mới có cơ hội. Sao cứ mơ mộng diễn dông chi về con? Làm ca sĩ đâu phải dễ đâu. Nếu mà làm dễ vậy á, ai cũng làm ca sĩ hết trơn rồi, chờ tới lượt bay à. Chứ mẹ thấy con hát hay không? Con hát giọng cổ cho mẹ nghe nè. Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Con ước gì con được lên Sài Gòn, con kiếm nhiều tiền, con mua nhà lầu cho mẹ ở luôn á. Mẹ hỏi nè. Dạ. Sao mấy nay mẹ không thấy thằng Quân qua chơi? Ảnh đi lợp nhà cho người ta mấy bữa nay rồi. Ủa mà chân mẹ sao vậy? À, không biết trở trời là nó nhức vậy đó. Chút nữa ăn cơm nước xong á, con lên chùa con hút thuốc cho mẹ. Sẵn lấy ít thuốc ho giùm mẹ luôn nha. Dạ, con biết rồi. Mà nói nghe nè. Dạ. Bay cũng lo. Mẹ thấy thằng Quân nó cũng tốt đó. Coi nếu được ưng nó đi, rồi có con cho mẹ ẵm bồng chứ. Con gái của mẹ không có ế đâu mà mẹ sợ. Con trai trong xóm này theo con rần rần luôn đó mẹ. Đừng có tự tin quá nha con nha. Làm ơn đừng có ở giá giùm tôi cái. Con ở giá với mẹ cho vui. Nhưng mà mẹ ơi, nói vậy thôi chứ làm sao con ở giá được. Mẹ thấy xóm này có ai đẹp bằng con không? Thôi, con đi mẹ vô trong nghỉ đi. Rồi chút nữa ăn cơm nước xong rồi con lên chùa hút thuốc cho mẹ. Thôi, bay lật cao đi, để mẹ đi được. Chị Thảo, chị Thảo, chị về nhanh đi chị, mẹ chị ngất xỉu nằm nhà thương kìa, nhanh đi chị. Mẹ ráng ăn thêm chút nữa nha mẹ. Không ăn được nữa đâu. Ăn thêm miếng nữa đi.
chán ghê. Mới sáng sớm vừa dẫn xe ra chưa kịp đâu hết trơn, trời bắt làm bà cái chịu tào lao không. Thảo ơi, Thảo, Thảo ơi, cô Thảo. Hình như ai kiếm con hay sao mẹ? Con ra coi ai. Anh tìm Thảo hả? Ủa cô, em là Thảo hả? Dạ. Wow, dễ thương à. Em biết anh không? Dạ không. Anh là con của dì Ba ở gần xóm em nè. Anh nghe mẹ anh nói là mẹ em đang bệnh đúng không? Dạ. Mẹ anh nhờ anh đem tiền qua cho em, cái tiền làm cỏ vườn hôm rày đó. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Em vô nhà nha. Thảo. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Mời em đi uống cà phê được không? Dạ không được đâu anh, mẹ em đang bệnh. Em vô nhà nha, cảm ơn anh. Nói nghe nè, thôi bữa nay mẹ em bệnh, em ở nhà lo cho mẹ đi. Cái ngày mai rảnh anh mời em đi uống cà phê nha. Em vô nha anh. Bye bye em. Wow, dễ thương dữ à. Mẹ nay đỡ cho em. Mẹ cũng đỡ rồi anh. Tại hôm qua giờ đi làm rồi tính về thăm mẹ rồi cứ lu bu quá cái anh quên luôn. Hèn chi mẹ hỏi anh quá trời luôn đó. Mai qua thăm mẹ. Hôm qua anh đi làm trên chợ huyện á, cái thấy cái kẹp này nè, nó hợp với em nè, nó hợp với màu áo nè, thấy đẹp không? Đẹp. Nó đen cài chắc. Đẹp không anh? Đẹp. Anh nói thiệt, anh gán làm tiền á, nhiều thiệt nhiều đi rồi cưới em liền, để mới mốt người khác cưới chết anh luôn á. Anh mà không cưới được em á, chắc anh không có sống nổi đâu. Thôi, anh đừng có nói gỡ vậy không có nên, bến sông này linh lắm. Em không có muốn anh nói vậy nữa đâu nghe. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre làng bên, băng qua kinh nói tình miền quê buồn vui dân trong làng ra. Anh thấy em hát hay á. Anh Toàn. Ừ. Sao? Sáng giờ làm mệt không? Dạ mệt. Mệt hả? Nếu mà hát hay thì biết sao không? Dạ. Là có quà, anh tặng quà cho em nè. Sao anh lại tặng quà cho em? Cái quà này á là anh mua từ Sài Gòn anh đem về đó nha. Dạ. Em không dám nhận đâu. Gì đó không dám nhận đó nghe nè. Nhận đi. Lần sau anh mua cho anh thùng. Thôi em không dám nhận đâu. Có gì đâu mà ngại, em nhận đi. Nhận đi, nhận cho anh vui mà nha. Ha. Chiều nay đi uống cà phê với anh nha. Thôi em không đi uống cà phê với anh đâu. Sao vậy? Ủa mà em nghe nói anh ở trên Sài Gòn xuống phải không? Công ty anh ở trên Sài Gòn á. Lâu lâu mẹ anh nhớ, mẹ anh điện thoại về hả mẹ. Em à, chiều nay đi uống cà phê với anh nha. Chắc em đi không được đâu anh Toàn. Sao vậy? Em còn phải cơm nước cho mẹ nữa. Trời ơi, thì chiều nay em nấu sớm trước bữa đi. Nha, lâu lâu đi uống cà phê với anh nha. Ok, hứa. Nha. Hứa đi ngoài dễ thương. Nha, rồi cái này. Nha. Vậy là em hứa rồi nha. Chiều nay anh chờ em đầu hẻm, anh về trước á. Bye bye em nha. Ok, nhớ nghe, nhớ nghe. Thảo. Anh làm gì ngồi đây vậy? Thì anh chờ em. Tính đợi với em trong nhà mà sợ làm phiền mẹ. Mẹ em đi đâu mà giờ này mới về vậy? Em đi qua nhà bé Thu có chút chuyện. Vậy hả? Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Thì tại vì trước giờ em có đời nào gạt anh đâu. Tự nhiên bữa nay nói gạt anh vậy. Anh nói vậy là sao? Thì chiều rõ ràng anh thấy
Thằng Toàn nó chở em đi mà em nói qua nhà anh Thu. Anh nói rồi anh không thích em đi với người con trai khác, nhất là thằng Toàn á. Thì em đi uống nước với anh Toàn đó. Nhưng mà anh không thích thì mai mốt em không đi nữa, em vô nhà đây. Anh Điền. Ủa? Quân, đi câu cá hả? Mới chuẩn bị đi câu à. Mà bữa giờ đi đâu mất tích vậy? Dạ mấy bữa nay em đi phụ hồ với ông chú em ở bên An Giang á. Nay mới về nè, tại đói bụng quá rồi tính ra ngoài kiếm gì ăn cái. Tôi nói mày nghe, mày đi lâu quá chừng con Thảo nó quên mày đó. Mà nhắc mấy giới. Mày hay tin gì chưa? Tin gì anh? Mày biết thằng Toàn không? Nó với con Thảo đang cặp kè nè. Tao nói mày nghe nha, ở sớm thì đùng rần lên hết trơn á. Mày không tin hả? Chắc không có đâu anh ơi, cho người ta đồn cho vui thôi chứ em tin Thảo mà. Cái thằng đó nó ở trên Sài Gòn á, tao nói mày nghe đẹp trai mà cao ráo. Rồi đi xe xịn nữa, nghĩ sao mà con Thảo nó không mê. Mày không tin thì đi hỏi bà con đi. Cả sớm thì tao ai cũng biết trơn rồi á. Thôi tao đi nha. Dạ. Thảo em, uống nước đi em. Hôm bữa em làm cỏ bên nhà anh á, anh ở sau đi tới mà anh thấy em vừa làm cỏ mà em hát anh mê mẩn luôn. Anh thấy cái giọng hát của em hay, sắc dốc có, không đi làm cỏ nữa, lên Sài Gòn anh lăn xe cho. Anh ơi em muốn lên Sài Gòn lắm, em muốn làm ca sĩ nữa. Phải không? Phải dạ. Không? Anh nói cho em nghe, công ty của anh là một tháng là tổ chức 4-5 lần sự kiện. Sự kiện là sao anh? Thì sự kiện là mời khách hàng tới đó mình tổ chức những cái chương trình và ca nhạc để phục vụ cho khách hàng đó. Có nghệ sĩ nổi tiếng không anh? Trời ơi, nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nào cũng có, tôi nói là cải lương cũng có, tấu hài cũng có, ca nhạc cũng có. Em lên trển đi, anh sẽ gửi cho những người có tay nghề nâng cao giọng hát em lên. Em thích quá. Thích rồi, thích rồi. Anh hứa nha. Anh hứa rồi, anh nói kỳ này là anh sẽ làm thời gian. Dạ, em thích quá. Ừ, anh thấy em dễ thương đó. Dạ, cảm ơn anh. Sao em, hiểu không? Dạ chịu. Ừ, vậy em vậy thích lắm. Ừ, phải vậy chứ, anh nói với em kỳ này em sẽ đổi đời, anh chắc chắn một điều vậy. Mà em thích đi Sài Gòn lắm. Ừ, lên đi, anh lo cho. Rồi. Em đi theo anh, có chuyện chút không? Thảo. Anh làm cái gì vậy? Thảo. Buông em ra coi. Anh buông em ra coi. Anh làm cái gì vậy? Ui da. Làm cái gì là làm cái gì? Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, em đừng có gặp nó, anh không thích. Vậy mà em gặp nó hoài, em hẹn hò nó hoài là sao? Ai nói với anh là em hẹn hò với anh Toàn? Em còn chối nữa hả? Cả làng này nói nè, vừa lòng em chưa? Người ta cười lên đầu anh nữa nè. Nè, anh cũng biết ước mơ của em là làm ca sĩ. Em muốn được lên Sài Gòn. Anh Toàn hứa sẽ đưa em lên trên đó đi gặp mấy bầu show. Anh đừng có cản em có được không? Cản cái gì? Hứa cái gì? Nó hứa là em tin hả? Lên Sài Gòn làm ca sĩ làm cái gì? Anh xin lỗi. Tại anh thương em quá, anh nóng với tôi. Tự bỏ ước mơ đi. Đừng bỏ anh nha Thảo. Anh yêu em lắm. Đừng có bỏ anh. Nếu mà có em là anh chết mất á. Đừng bỏ anh Thảo. Anh buông em ra đi. Anh muốn chết thì anh cứ đi chết đi. Thảo. 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 Dạ. Con suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ gì mẹ? Thằng Quân nó thương con như vậy đó, mà con bỏ nó tội nghiệp lắm luôn á. Mẹ, ảnh thương con á thì ảnh phải hiểu cho con chứ. Con muốn làm ca sĩ mà lúc nào anh cũng cản trở con hết à. Ảnh thương con, ảnh không thông cảm cho con thì thôi. Mẹ cứ bên ảnh hoài à. Làm người sống phải biết trước biết sau, đừng có tham phú phụ bần. Sống như vậy mang tội lắm đó con à. Mẹ, con biết mà. Biết rồi. Mẹ,
Ngày mai mẹ cho con đi đám cưới ở trên huyện, hai ngày con về nha mẹ. Đi làm chi mà tới hai ngày dữ vậy con? Con nhỏ bạn con nó thân lắm, nói sao không đi mẹ. Đi, con đi hai ngày con về nha mẹ. Nha, thương mẹ nhớ. Nha. Nhớ về sớm sớm với mẹ. Con gái mà đi ra khỏi nhà xa như vậy á, mà đi lâu như vậy, không có tốt đâu đó. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, thương mẹ quá à. Biết lỗi rồi. Anh đừng có đi theo tôi nữa có được không? Đừng có giận anh nữa mà Thảo. Tôi đã nói anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Em giận anh em đi Sài Gòn thiệt hả? Tôi đi Sài Gòn đó. Đừng có đi mà, đừng có theo con đó lên Sài Gòn mà, anh biết lỗi rồi. Em giận anh, em mới muốn đi lên chở anh chút em về đúng không? Đừng có giận nữa mà. Tôi nói cho anh nghe nè. Anh Toàn cho tôi cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Anh cho tôi tương lai. Còn anh á, tôi vẫn nhớ ơn anh là người đã từng cứu mạng tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi lấy anh để trả ơn, anh biết không? Thảo, nếu mà em đi á, anh sẽ chết cho em coi đó. Bây giờ tôi có việc lên Sài Gòn với anh Toàn. Anh hứa đưa tôi lên Sài Gòn gặp mấy bầu xô. Anh đừng có lải nhải nữa đi. Em nói thiệt đó, nếu mà em đi á, anh chết cho em coi. Anh muốn chết thì anh chết đi, tôi không quan tâm. Thảo, Thảo. Alo. Ừ. Trời ơi, tôi dặn tôi bay rồi. Cứ diễn sâu vô. Đó, ừ. Trời ơi, yên tâm đi. Nào giờ anh Toàn này, có để cho anh em thiệt thòi không? Ok, cứ vậy mà làm. Anh đợi em có lâu không? Nãy giờ anh đợi anh tiếng rưỡi rồi đó. Tự vì em phải xin mẹ, với lại em cũng phải sắp xếp một số việc xong em mới đi được. Ừ. Thôi, đừng đâu nguy hiểm lên. Anh chở em đi nha. Đưa vỏ đây cho. Lên đi em. Rồi chơi dính chặt nha. Dạ. Tôi nói với bà nghe nè,
Hồi sáng này á, nghe nói người ta nói á là mới bên Lung Tràm á mới vớt được cái xác chết trôi. Vậy hả? Mà tội nghiệp lắm, còn trẻ mà không biết sao chết vậy nữa. Trời ơi, chắc say xỉn chết chứ gì. Không, chắc có lẽ là thất tình rồi tự tử đó. Mà nè, tôi nói với bà nghe nè, ghê lắm nha. Sao? Mùa này á, nước ở dưới quê mình chảy xiết lắm. Mà không biết sao á, cái xác nó nằm có một chỗ, nó không có trôi đi đâu hết trơn á. Trời ơi, ghê dữ vậy hả? Ừ. Ủa, phải không vậy? Ghê tôi vậy? Á, là tôi nghi á nha, cái ông mà chết này nè, là ổng có lưu luyến về cái chỗ cái bến sông này nè. Đúng nên rồi, là đúng rồi đó. Ổng muốn đi đâu hết trơn á. Tôi lưu luyến cái gì vậy? Lưu luyến cho nên ổng không trôi đi đó. Ừ, ghê. Bởi vậy giờ á, tình tự tử quá trời, ghê, sợ mấy chuyện này lắm. Mẹ, sao mẹ ngồi đây vậy? Hôm rày con đi đâu vậy Thảo? Con nói với mẹ là con đi đám cưới ở trên huyện mà. Con còn gạt mẹ được sao? Mẹ, con đâu có gạt mẹ đâu. Con có biết thằng Quân, thằng Quân nó chết rồi không? Mẹ, mẹ nói gì mẹ? Sao tụi bay khỏe không? Khỏe. Thằng này hay thiệt, mới về quê chưa bao lâu mà hốt được con nhỏ đó rồi. Trời ơi, tao nói thiệt cho mày, tao mà ra tay là cỡ nào cũng chết. Mày em mày. Sao? À, chuyến này mày về tính định cư dưới này luôn hả? Đâu có, trời ơi. Tại má tao điện thoại kêu tao về mà bà hối tao cưới vợ quá mày ơi. Mà tao không ngờ mày. Ôi, về quê mà có con nhỏ cũng dễ thương lắm. Hôm bữa má tao sai tao qua đưa tiền cho nó. Cái tao dòm nó vậy nè. Nó trời ơi. Em đẹp đó. Mày xem đen quá. Mà tao quên tao đâu kiến. Vui à? Ừ, trời ơi, nhỏ dễ thương mày. Không ngờ về quê mà có nhỏ mút mập luôn à, dễ thương á. Mút mà đen kỳ quá ta. Không có đen, nó trắng mày trắng. Trắng dễ thương lắm, dễ thương lắm. Ừ. Thank you.
anh Quân từng cứu mạng mình, yêu thương mình nhiều như vậy mà mình lại phụ ảnh. Mình vì ham mê danh vọng chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài của một tên Sở Khanh để rồi mất tất cả. Anh Quân ơi, anh tha lỗi cho em nghe anh. Phải chi anh còn sống. Anh Quân, em không ngờ những lời nói trong lúc em tức giận mà làm cho anh phải buồn mà nghĩ quẩn mà tự tử chết. Thật lòng em không muốn như vậy đâu. Cũng vì em muốn lên Sài Gòn. Không phải là em thông thương anh, nhưng mà em xin lỗi anh. Anh đừng có giận em nghe. Anh đừng có giận em có được không anh Quân? Chị Thảo, sao rồi em? Anh Toàn sao? Anh Toàn quay lên Sài Gòn mấy ngày nay rồi mà chị. Sao kỳ vậy ta?
nào ngoài đó bay? Dạ. Dạ con chào dì Hai. Chào con. Dạ dì Hai nay nhìn thấy dì Hai phờ phạc dữ vậy. Trời trời, cảm ho một chút vậy mà. Dạ. Sáng nay má con ra vườn á, có hái ít khổ qua. Nói con mang qua biếu dì Hai nè. Phiền quá. Cho dì cảm ơn má con nghe. Dạ, có gì đâu dì Hai. Ủa, chị Thảo đâu rồi dì Hai? Nó mới ra ngoài vườn chút rồi. Con tìm nó có gì không? Dạ không, con không thấy chị Thảo nên con hỏi vậy mà. À mà dì Hai, con nghe người ta nói á là anh Toàn bỏ chị Thảo rồi phải không dì Hai? Mà con còn nghe người ta nói là hả, anh Toàn á, ảnh quen chị Thảo là cho vui thôi à, chán rồi ảnh bỏ à. Mà con cũng nghĩ là hả, chắc hồi trước á, tại vì chị Thảo bỏ anh Quân á, cho nên bây giờ bị anh Toàn bỏ. Dạ, dì Hai ơi, má con nói là ngày mốt á, má con với dì Hồng đi lên Châu Đốc á, để hút thuốc. Má con hỏi dì Hai có đi không, để đi cùng với má con với dì Hồng luôn. Vậy nói má con cho dì đi chung với cho vui nha. Dạ, vậy để con về nha, con nói má con nha dì Hai. Dạ, con xin phép dì Hai con về. Rồi, dì cảm ơn nha. Dạ. Mấy bữa nay con có chuyện gì buồn phải không? Dạ không có gì đâu mẹ. Quay vào đây mình nói nghe nè. Mai, mẹ tính đi chùa Châu Đốc bốc thuốc với dì Hai. Con ở nhà coi nhà nghe. Dạ. Anh Quân ơi, đừng nhát em mà anh Quân. Em sợ lắm anh Quân ơi. Đừng nhát em mà. Em sợ lắm anh Quân ơi. Đừng nhát em mà anh Quân. Anh Quân ơi. Gì vậy? Trời nóng quá à, con đi tắm. Sao lại ra đây tắm? Đi về nhà đi con. Đi. Nóng quá mẹ ơi, con muốn đi tắm mẹ ơi. Không được, ở đây là sông tắm nguy hiểm lắm, đi về nóng quá. Đừng mà nghe lời mẹ nha. Đi con. Vậy ăn chén cháo đi con. Nghe lời mẹ, ngồi dậy ăn chén cháo coi. Mẹ, con ăn rồi mà mẹ. Ăn đâu mà ăn. Hai bữa nay con nằm liệt một chỗ như vậy đó. Hồi chiều con ăn cơm rồi mà. Chưa có ăn, bây giờ mới ăn cháo nè. Thảo ơi, con sao vậy? Con tỉnh rồi hả con? Thảo ơi, Thảo ơi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đây. Hình như anh Quân anh quất con á.
Không, không có, không có. Mẹ đây, nhìn vô mẹ đây nè. Mẹ đây, con tỉnh lại đi, con đừng làm mẹ sợ. Con đi, đi đâu? Anh Quân, anh Quân kêu con. Không, không, Thảo, Thảo. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi? Anh kêu em á hả? Thôi, em không có đi lên Sài Gòn đâu. Ủa anh đâu mất tiêu rồi? Quỷ anh à. Yêu nè, không yêu tao nè.